Nếu như bạn muốn biết cách làm thế nào để đổi cái giao diện YouTube ở trên máy tính thành giao diện tối thì trong video này mình sẽ chỉ cho bạn. Thì để mà có thể đổi được cái giao diện YouTube sáng thành YouTube tối thì chúng ta sẽ truy cập vào cái tab Channel của chúng ta ở góc trên bên tay phải nhé. Và chúng ta sẽ rẽ chuột xuống dưới phần có cái hình mặt trăng ở đây. Chúng ta sẽ nhấp vào giao diện sáng và chọn vào giao diện tối. Thì như vậy chúng ta đã có thể xem được cái giao diện tối ở trên YouTube rồi. Và nếu như bạn muốn quay trở lại cái giao diện sáng, chúng ta chỉ cần nhấp vào biểu tượng của cân ở góc trên bên tay phải và kéo xuống, chọn vào giao diện tối và chọn vào giao diện sáng. Như vậy là chúng ta đã biết cách làm thế nào để thay đổi cái giao diện từ giao diện sáng thành giao diện tối ở trên YouTube. Nếu thấy video hay và hữu ích thì nhấn vào like video và đăng ký kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.